Phật giáo dạy ăn biết ngon mà không dính mắt chấp trước. Thấy hay nghe cũng vậy. Phân biệt rõ ràng đẹp xấu, yên tĩnh hay ồn ào đều biết rất rõ, nhưng không dính mắt chấp trước âm thanh sắc tướng, không bị đồng tĩnh chi phối tâm. Trước mọi cảnh thuận hay nghịch, tâm luôn bất động. Đó mới là người tu theo Phật giáo. Cứ hở ra một chút là tâm bị động, bị chướng ngại, tâm luôn bất an. Người tu theo Phật giáo như vậy là theo ngoại đạo. Phật giáo không có dạy tu tập như vậy. Kính xin quý vị lưu ý, đừng để mình tu tập sai pháp mà không biết thì thật là tội nghiệp. Sau đây là những lời Phật dạy tu trong lúc ăn uống. Ngày hôm nay trên đà phát triển ngày càng cao của nhân loại, giúp cho con người hưởng thụ tiện nghi vật chất, nhưng ngược lại làm ô nhiễm môi trường, thức ăn thức uống bị nhiễm độc nặng nề, nên các bệnh viện quá tải vì người bệnh quá nhiều. Nguyên nhân chính là không biết điều hòa trong ăn uống. Người tại gia với bộn bề công việc nên không biết làm cách nào để điều hòa thân tâm cho tốt, do đó dễ phiền muộn, khổ đau, bệnh hoạn và bất an, lo lắng, sợ hãi. Tất cả chúng ta vì bị vô minh che lấp nên khi có mặt trên thế gian đều không có nhận thức sáng suốt, do đó ta chỉ lo thụ hưởng sự ăn uống mà nhẫn tâm giết hại các loài vật. Có những việc cần thiết mà chúng ta không lo, chỉ lo cố tâm phần không quan trọng mà lãng quên phần lợi ích lâu dài. Trong cuộc sống của chúng ta, thường chỉ lo ăn với uống, cho đó là vấn đề chính yếu. Tối ngày chúng ta làm việc vất vả nhọc nhằn, chỉ để ăn với uống sao cho ngon miệng, nên ta phải giết hại các sinh vật, rồi tham đắm, dính mắc vào đó, mà chịu quả báo xấu khi đủ duyên. Ăn thì phải món ngon vật lạ hoặc cao lương mỹ vị. Khi có quyền cao chức trọng thì ăn trên ngồi trước, bắt người khác phải cung phụng cho mình đầy đủ những nhu cầu cần thiết. Trong cơ thể của chúng ta, hai bộ phận chủ yếu là thận và gan. Thận điều tiết thải độc bằng nước và mồ hôi. Nếu để thận yếu, thận suy, dễ phát sinh bệnh tim mạch và huyết áp cao, tai biến mạch máu não và đột quỵ. Ăn quá nhiều dầu mỡ, đồ nóng từ chiên xào nướng, dùng thức uống kích thích như rượu bia nhiều, dẫn đến bệnh nóng gan, xơ gan, viêm gan siêu vi B, C và bệnh ung thư là điều không thể tránh khỏi. Khi bệnh tật đã phát sinh, nếu không chết liền, cũng làm hao tiền tốn của, làm khổ gia đình người thân, và sau khi chết, dễ dàng bị đọa lạc vào chỗ xấu ác. Ăn uống trong thời buổi này phải cao thượng và có ý thức. Chúng ta chấp nhận, muốn ít biết đủ, như vậy sẽ ít bệnh. Trước khi ăn những món hiền lành và bổ dưỡng, ta nên nói thầm trong miệng: chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng ngăn ngừa tật bệnh và nuôi dưỡng thân tâm sáng suốt. Đó là ta muốn sống trong tỉnh giác khi ăn và khi nấu ăn. Người cư sĩ tại gia nên ăn nhiều rau và trái cây, ăn ít thịt cá và phải biết lựa chọn loại nào ít nhiễm độc. Vì một số lớn các bệnh tật phát xuất từ việc ăn uống không điều độ hay không biết chọn lựa thức ăn tinh khiết. Chúng ta hạn chế bớt các chất béo để tránh được bệnh tim, huyết áp cao và ung thư gan. Để quân bình trong cuộc sống ăn uống hàng ngày, cơ thể chúng ta cần có đủ chất bổ đến từ thịt cá và chất xơ trong các thứ rau, đậu và trái cây. Chất xơ giúp tiêu hóa dễ dàng và loại bỏ các thứ mỡ không cần thiết cho cơ thể. Nói chung, thức ăn kho và luộc tốt hơn là chiên xào nướng. Ngoài ra, chúng ta nên để ý cách dùng các gia vị âm dương trong nghệ thuật nấu nướng và ăn uống của người Việt Nam.
Theo đó, các loại thịt cá thuộc loại âm thường được nấu với các thứ gia vị và rau luộc loại dương và ngược lại. Đối với thức ăn vật chất, Đức Phật dạy mọi người không nên ăn nhiều, chỉ ăn vừa đủ giúp cơ thể khỏe mạnh. Không nên ăn những gì không thích hợp với cơ thể. Cách thức ăn uống của người Việt tương đối lành mạnh, nhưng chế độ ăn uống thường mang tính cách theo thói quen, ngon miệng, hợp khẩu vị, mà có thể thiếu các chất bổ dưỡng cần thiết hoặc dư chất bổ dưỡng. Chúng ta vì sự sống nên phải sát sinh để ăn thịt các loài động vật, dẫn đến làm tổn hại, gây ra ác nghiệp thù hằn giấy trả, tức phải thọ báo xấu khi đủ nhân duyên. Nếu sau khi đã lỡ sát sinh, thì chúng ta phải biết ăn năn sám hối, làm nhiều việc thiện mới có thể chuyển được nghiệp xấu ác mà quả báo có thể nhẹ đi đôi phần. Chỉ có Phật giáo mới có thể nói rõ được nguyên nhân vì sao sẽ ra chiến tranh tàn sát giết hại lẫn nhau. Chúng ta có thể thấy quả thì biết nhân, giống như thấy dưa thì biết ngay là dưa là từ hạt giống dưa mà có. Hiện tại, sở dĩ loài người bị quả báo, chiến tranh dẫn đến đau thương chết chóc, làm nhiều người bị đau khổ là do nhân sát sinh hại vật mà ra. Sát sinh có ba nguyên nhân chủ yếu, một là trực tiếp giết, hai là xúi bảo người khác giết, và thấy người giết vui vẻ đồng tình. Một số người do không tin lý nhân quả, lại còn cho rằng trời sinh ra vạn vật để phục vụ con người, nên mặc tình giết hại. Dân gian có câu, quan gia trái chủ. Giả sử có trải qua trăm ngàn kiếp đi nữa, thì những nghiệp tốt xấu mỗi người đã tạo ra cũng không mất. Nên biết, giữa nhân và quả còn có sự trợ duyên. Khi nhân gặp phải duyên đầy đủ thì quả sẽ trổ. Trong đạo Phật, vấn đề ăn uống không phải là chuyện quan trọng hàng đầu. Dù ăn mặn hay ăn chay, chúng ta cũng nên ăn uống đơn giản, đạm bạc, để dành nhiều thời gian cho việc tu học và làm lợi ích cho tất cả mọi người. Có người muốn sống một cuộc đời an nhàn tự tại, không nên lệ thuộc quá nhiều vào việc ăn uống. Tóm lại, vấn đề ăn mặn và ăn chay còn khá nhiều khía cạnh tế nhị khác. Trong phạm vi hạn hẹp có giới hạn, chúng tôi không dám luận bàn nhiều, chỉ nhắc lại lời cổ nhân dạy: ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Có nghĩa là con người sinh ra trên trái đất này, ngoài chuyện ăn uống để bảo tồn mạng sống, thì chúng ta còn phải làm tròn trách nhiệm đối với gia đình, người thân và đóng góp lợi ích thiết thực cho xã hội. Cho nên, người tu theo đạo Phật dù tại gia hay xuất gia, chúng ta cũng phải ý thức được chỗ này mỗi khi ăn uống. Khi ăn, chúng ta chỉ biết mình đang ăn mặn, lạc, chua, cay, ngọt, đắng, ngon, dở, ta đều biết rõ ràng. Lúc ăn ta quan niệm rằng ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Nhờ vậy, ta làm chủ trong khi ăn uống, không bị lòng tham sai sử, do đó sống đơn giản đạm bạc. Lời Phật dạy về y phục. Người ta vẫn thường nói, chiếc áo không làm nên nhà tu, nhưng nhà tu không thể thiếu chiếc áo. Xem ra, chiếc áo của người tu cũng lắm vấn đề để bàn. Một thời Thế Tông trú tại Savatthi, rồi tôn giả Nanda đắp những y khéo ủi, khéo là, bôi vẽ mắt, cầm bắt sáng chói, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Nanda như sau: như vậy không xứng đáng cho ông. Này Nanda, là con nhà lành, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, lại mang những y khéo ủi, khéo là, bôi vẽ con mắt và cầm bát sáng chói. Như vậy là xứng đáng cho ông. Này Nanda,
là con nhà lành, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, tức là sống trong rừng, sống bằng khất thực, sống mặc y phấn tảo, và sống không mong đợi các dục vọng. Thuyết giảng xong, Thế Tôn nói thêm, ta mong được nhìn thấy Nanda sống trong rừng, mặc y phục phất tảo, sống với những đồ ăn, biết là đã dứt bỏ, không mong chờ dục vọng. Rồi tôn giả Nanda, sau một thời gian trở thành vị tăng sống trong rừng, ăn đồ ăn khất thực, mặc y phục phất tảo, không mong đợi các dục vọng. Đối với tăng sĩ Phật giáo, thì y bát là những pháp khí rất quan trọng, được trân quý giữ gìn cẩn thận như trong con mắt, là vật bất ly thân của mỗi tỳ kheo. Thời Thế Tôn tại thế, y bát của tỳ kheo sử dụng có tính tùy duyên, do gia chủ cúng dường, tốt xấu đủ loại. Ngoài ra có khá nhiều tỳ kheo nguyện mặc y phấn tảo bằng cách lượm lặt những mảnh giả liệm xác chết quăng bỏ ngoài nghĩa địa, hoặc giải hư rách nơi bãi rác, sau đó giặt sạch, nhuộm cho quại sắc không còn chính sắc và kết lại thành y. Tuy nhiên thời Thế Tôn cũng như bấy giờ, một vài tỳ kheo quá chú trọng đến hình thức bên ngoài, vẽ mài tô mặt, y láng, bát trơn như tôn giả Nanda từng làm, đã bị Thế Tôn quở trách nặng nề. Đành rằng một tỳ kheo bậc mô phạm, thầy của trời người, tất yếu cần phải trang nghiêm. Tuy vậy, sự trang nghiêm đúng nghĩa phải là trang nghiêm tức phi trang nghiêm, thị danh trang nghiêm. Phẩm chất đích thực của vị tỳ kheo là nơi tâm trang nghiêm tỏa sáng, làm nên vẻ trang nghiêm. Bên ngoài dù hình thức chỉ là một kẻ ăn xin, khất sĩ tầm thường, mặc y phấn tảo. Vì thế, một khi nội tâm chưa thực sự thúc liễm để đạt được thanh tịnh, thì sự xum xoe áo mão bên ngoài, trong chừng mực nào đó, cũng cần nhưng không thiết thực. Việc tôn giả Nanda sau khi nghe lời dạy của Thế Tôn đã chuyển sang mặc y phấn tảo, sống đời khất thực, đoạn trừ dục vọng. Phải chăng là bài học quý giá cho những người con Phật ở hậu thế suy gẫm và noi gương? Kính thưa quý Phật tử và các bạn, trong cuộc đời này, bạn sẽ hội ngộ rất nhiều người, gặp gỡ rất nhiều gương mặt. Có người thì thân thiết, có người thì xã giao. Nhưng chính loại người mà Phật dạy không nên tiếp xúc dưới đây thì tuyệt đối phải tránh xa. Người thứ nhất, người hứa hưu hứa vượng, đem lời nói làm trò tiêu khiển, vui đùa, thuận miệng hứa hẹn rồi không thực hiện, nói không giữ lời. Thứ hai là người nịnh nọt, khua môi múa mép, lời nói không thật thà, không thành tâm, khi cần thì dung vào, khi không thì dứt bỏ. Đây là loài người Phật dạy không nên tiếp xúc. Loài người thứ ba là người hám lợi, xem hoàn cảnh điều kiện mới kết giao để đạt được mục đích thu lợi về mình. Thứ tư là người ham phú phụ bần, đối đãi với người khác mà phân biệt sang hèn, giàu thì nịnh bợ yêu thương, còn nghèo thì khinh bạc bạc đãi, không thật lòng đối đãi với người khác. Thứ năm là người nham hiểm, lòng dạ khó lường, là loại người Phật dạy nên tránh xa, bởi thâm sâu khó đoán, thường xuyên tính kế, không biết lúc này hay là lúc khác sẽ ngầm hãm hại mình để đạt được mục đích. Thứ sáu, người nhiều chuyện, đó là người ngồi lê đô mách, thích bàn tán chuyện không phải của mình. Người như vậy sẽ dễ dàng tạo thành khoảng cách, gây thị phi, tổn hại cho người khác bằng câu chuyện chưa rõ đúng sai, tốt nhất là không nên kết giao. Thứ bảy là người bất hiếu, không trân trọng cha mẹ, là người thiếu phẩm cách, thiếu đạo đức. Đó là loại người Phật khuyên không kết bạn, vì cha mẹ mình mà còn không đối xử tốt, vậy thì có thể tốt với ai đây? Thứ tám là người chơi bời liêu lỏng, không chỉ thú làm ăn, là biểu hiện của việc thiếu trách nhiệm,
hiểu ý thức cùng phương hướng nhân sinh lười nhác. Thứ chín là người không có nguyên tắc. Người này sẽ không tự trọng, quá mức khéo léo, đưa đẩy, làm cho người ta không thể tin cậy. Không kết giao với người như vậy mới có thể bảo toàn thái độ ứng xử cùng lập trường của mình. Sau đây là những nguyên nhân vì sao chúng ta gặp nhau. Thưa quý Phật tử và các bạn, Phật dạy chúng ta mọi mối quan hệ cha con, anh em, vợ chồng cho đến tất cả mọi người đều không ngoài bốn loại duyên. Đó là thứ nhất là báo ân, thứ hai là báo oán, thứ ba là đòi nợ và thứ tư là trả nợ. Nếu như không phải bốn loại duyên phận này, dù tương ngộ cũng không hề quen biết. Chúng ta gọi là người lạ, người dưng, không quen. Ngay trong đời này, chỉ cần phát sinh quan hệ với mình thì nhất định trong đời quá khứ có liên quan đến bốn loại duyên nghiệp kể trên. Cổ đức có dạy, vô ân quán bất thành phu phụ. Không có ân quán với nhau thì không thành chồng vợ. Do đó không có mối quan hệ với nhau trong tình quyết thống cha mẹ con cái vợ chồng thì khó lòng mà trả dây được. Vì không đủ lý do, hay nói chính xác hơn đó là chưa đủ duyên. Chúng ta không thể chết sống với một đứa trẻ nghèo khổ, bệnh tật của người hàng xóm, nhưng hy sinh tất cả cho con. Chúng ta không thể chịu đau thương thiệt thòi với người lạ, nhưng chúng ta cam chịu mọi thứ với vợ hoặc chồng. Đó là quy luật công bằng của nhân quả. Người xưa thường nói, oan trái nên giải, không nên kết. Đây là câu nói bằng trí tuệ, kiểm chứng từ sự giác ngộ chứ không phải là lời nói suông. Bởi dưới cái nhìn của Phật giáo, nhân quả có mối quan hệ đến ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Vì vậy, mọi hệ quả của nó đều phản ánh ít nhiều của một cái bóng quá khứ. Người giác ngộ được nhân quả sẽ bình thản hơn trong mọi bất công mà mình gặp phải, khéo léo giải quyết và ứng xử các việc đang là một cách hợp tình hợp lý. Không phải ai cũng có lý trong việc giải quyết vấn đề, mà khi nhân quả kết thúc thì mọi thứ đều có lý. Cũng thế, khi thấu suốt nhân quả, người đó sẽ có thái độ phản ứng rất tuyệt vời và cao thượng. Người sống vô minh thì phản ứng thô bạo và sòng phẳng, nhưng lại ít hiệu quả, thậm chí đem lại những hậu quả đáng tiếc hơn. Nói chung, không từ sự tương đương nhân quả, không từ sự chuyển nghiệp của cá nhân hoặc sự giác ngộ của một trong hai thì khó bề mà giải quyết tốt mọi vấn đề. Do đó, tu tập là cách thức chuyển nghiệp tích cực và là ban tặng hạnh phúc đích thực cho tự thân và tha nhân trong đời này cũng như nhiều đời sau. Tiếp theo là lời Phật dạy về bốn người bạn tốt. Người bạn hay giúp đỡ, người bạn luôn ở bên ta, người bạn thông thái và người bạn giàu lòng trắc ẩn đều là những người bạn tốt thực sự của ta. Pembroke, nhà thơ người Úc, từng nói: trong sự cô đơn, trong đau ốm, trong bối rối, nhận thức về tình bạn khiến ta có thể bước tiếp, thậm chí ngay cả khi bạn ta bất lực không thể giúp ta. Họ ở đó là đủ rồi. Tình bạn không phai nhạt bởi không gian hay là thời gian, bởi sự giam cầm của chiến tranh, bởi khổ đau hay sự im lặng. Chính từ những thứ đó mà tình bạn nở hoa. Này người trẻ tuổi, hãy chú ý đến bốn kiểu bạn sau đây. Bởi vì đó là những người bạn tốt thực sự. Người bạn hãy giúp đỡ, người bạn ở cạnh ta, cả trong lúc hạnh phúc cũng như khổ đau, người bạn cố vấn giàu kinh nghiệm và người bạn giàu lòng trắc ẩn. Người bạn hay giúp đỡ. Có thể nhận biết người bạn hay giúp đỡ bằng bốn dấu hiệu: bảo vệ ta khi ta bị thương tổn, bảo vệ tài sản của ta, là chỗ dựa khi ta lo sợ, và rất nhiều lần giúp đỡ ta gấp đôi, gấp ba những gì ta yêu cầu. Người bạn luôn ở bên ta. Người bạn luôn ở bên ta được nhận ra bằng bốn dấu hiệu: kể cho ta những bí mật, giữ kín
những bí mật mà ta kể cho họ, không bỏ rơi ta khi khốn khó, và có thể hy sinh tính mạng vì ta. Người bạn thông thái. Người bạn thông thái là người cản trở ta khỏi làm việc xấu, hướng ta đến những việc thiện, nói với ta những gì ta nên biết và chỉ cho ta con đường tới hạnh phúc vĩnh hằng. Người bạn giàu lòng trắc ẩn. Người bạn giàu lòng trắc ẩn là người không hoan hỷ khi ta gặp nạn, vui mừng khi ta gặp chuyện tốt lành, không cho người khác nói xấu ta và khích lệ những người tán thưởng phẩm chất tốt của ta. Tiếp theo, mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe lời Phật giải thích vì sao phụ nữ mặc hở hang sẽ bị quả báo. Ngày nay, nhiều nữ giới ăn mặc hở hang, cho rằng đó là đẹp, mà không biết rằng bản thân đang phạm phải tội nghiệp. Hãy nghe lời Phật dạy phụ nữ nên kín đáo. Ăn mặc là quyền tự do của mỗi người, nhưng mặc thế nào cho đẹp mắt mình, hợp mắt người? Nhiều người phụ nữ không tự ý thức được điều đó, ăn mặc phô trương, thiếu kín đáo. Điều đó không chỉ tổn hại đến thuần phong mỹ tục, mà còn tạo ra nghiệp ác. Phật dạy phụ nữ nên mặc kín đáo vì hai lẽ, cho mình và cho người. Chúng ta hãy cùng đọc và suy ngẫm. Thứ nhất là cho người. Phụ nữ ra đường ăn mặc thiếu tế nhị không chỉ khiến người xung quanh phản cảm mà còn gián tiếp gây ra nghiệp ác. Kẻ không có giả tâm nhìn thấy phô bày bèn nảy sinh giả tâm. Người vốn không có chủ ý thấy thiếu kín đáo bèn sinh ra chủ ý. Như vậy từ việc ăn mặc của cá nhân lại sinh ra ác nghiệp hại mình hại người. Tất nhiên không thể đổ lỗi hoàn toàn cho người phụ nữ, nhưng tự chung lại vẫn không thoát khỏi trách nhiệm. Nghiệp ác vốn đang ngủ yên, vì chiếc quần cái áo mà trỗi dậy, tạo nghiệp ác cho người, là liên lụy đến bản thân. Do đó, Phật dạy về trang phục của nữ giới, lấy lịch sự trang nhã làm đầu. Thứ hai là cho mình. Nếu chỉ vì người, thì nhiều phụ nữ sẽ chẳng mấy bận tâm. Nhưng nên nhớ mặc kín đáo còn là để cho mình. Đừng vì thiếu hiểu biết mà tạo nghiệp ác phải chịu quả báo. Ăn mặc phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng tới mỹ quan, làm phương hại văn hóa, không là nghiệp ác thì là gì? Ăn mặc phản cảm, khơi dậy ác tâm, phương hại đạo đức, không là nghiệp ác thì là gì? Ăn mặc phản cảm, khiến tâm không yên, người không tịnh, nữ nhân lấy phục sức làm trọng mà quên đi tô điểm tâm hồn, thiếu hiểu biết, thiếu tôn trọng người khác, phương hại tri thức, không phải nghiệp ác thì là gì? Thế nên, trang phục đoan chính là giúp người cũng là giúp mình. Phật dạy điều hay, đọc, hiểu và ghi nhớ. Sau đây là lời Phật dạy ba cách tu tâm tạo nghiệp lành để trọn đời hạnh phúc. Tu tâm là cách để con người ta tĩnh tâm trước mọi đau khổ, mọi bộn bề của cuộc sống. Đạo Phật nói cuộc đời là biển khổ mênh mông, không có ngày thôi dứt. Vì nhân loại lúc nào cũng đấu tranh giành giật chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên để rồi giết hại lẫn nhau. Lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu. Con người đau khổ bởi sinh già bệnh chết. Tâm đau khổ vì phiền não, tham sân si, mạn nghi ác kiến. Trong gia đình khổ vì phải làm việc vất vả nhọc nhằn để lo cơm áo gạo tiền, rồi thương yêu xa lìa khổ, oán ghét mà gặp nhau hoài lại càng khổ hơn. Mong cầu mà không được cũng khổ, thân ốm yếu hoặc sung mãn quá cũng khổ. Nghèo cùng với bao nỗi thiếu thốn khó khăn, khổ là đương nhiên. Nhưng người giàu sang phú quý vẫn có những nỗi khổ niềm đau riêng. Ngoài xã hội lại khổ vì đấu tranh giành giật hơn thua phải trái, cứ như thế oán giận thù hằn ngày càng thêm chồng chất. Với hoàn cảnh thì phải khổ về thiên tai sóng thần động đất bão lụt hạn hán mất mùa dịch bệnh tràn lan,
vì sự ngu si mê muội của con người. Người không biết tu, bản thân họ không được hưởng an lạc và hạnh phúc. Họ thường bị phiền não và đau khổ. Cuộc đời chi phối, bức bối và chẳng có một phút giây thanh thản. Tấm lòng của mỗi người tuy khác nhau, nhưng đều chung một mục đích là hướng thiện. Muốn có tấm lòng trong sáng tốt đẹp, được người yêu thương trân quý thì nên săn sóc nuôi dưỡng tấm lòng của mình hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Tu tâm là việc có thể tự làm ngay tại nhà, ngay trong từng việc nhỏ hàng ngày, ở bất kỳ nơi đâu. Ở nhà biết kính trên giường dưới, hòa nhã yêu thương. Ra đường biết bên yếu, chống mạnh, bảo vệ lẽ phải, chấp hành pháp luật cũng là tu tâm. Ba điều sau rất có ích cho việc dưỡng tâm, lại đơn giản nên học theo. Điều thứ nhất, thở chậm và điều hòa. Nếu có thể mỉm cười, dù bằng mắt hay chỉ nghĩ đến niềm vui trong lòng, tức là để tâm hài hòa với mọi sự và mọi vật xung quanh. Thứ hai là buông nhẹ hai vai, thả lỏng thân thể, cho mọi phiền muộn, những điều không may mắn chạy xuống chân, ra khỏi cơ thể và tan biến vào lòng đất. Thứ ba, để một cái lọ thủy tinh ở chỗ dễ nhìn thấy nhất. Mỗi lần đi ra hay đi vào, nhìn thấy lọ thủy tinh thì nhắc mình bỏ những đồng tiền xu, tiền cắt vào trong đó và tâm niệm: tôi đóng góp số tiền này để có thể giúp đỡ những trẻ mồ côi, người già yếu hay những ai kém may mắn, vất vả, thiếu thốn trên đường đời. Những điều ấy tuy nhỏ thôi, nhưng như nước dưỡng cây, nuôi lớn tâm hồn, giúp ta trở thành người tốt, biết hướng thiện, sẻ chia và trở nên đẹp đẽ giữa cuộc đời. Mỗi một người tốt sẽ góp phần làm nên một xã hội tốt. Tu tâm và dưỡng tính theo lời Phật dạy là tạo phúc cho bản thân. Người Việt có thói quen đi lễ chùa để cầu may mắn phước lành cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, có những điều kiêng kỵ khi đi lễ chùa mà mọi người thường mắc phải, khiến cho chuyện tốt lại hóa ra thành chuyện xấu. Sau đây là những lời nhắc nhở khi đi lễ chùa mà phạm phải 7 điều thì công quả mất hết. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng tham khảo. Thứ nhất là điều kiêng kỵ khi đi lễ chùa mà rất nhiều người mắc phải là đi thẳng vào cửa chính. Nên nhớ là cửa chính là của Đức Phật, Ngọc Đế, không phải cửa mà người phàm có thể đi vào. Thứ hai là khi lễ Phật, kiêng quỳ giữa Phật đường, chính diện với tượng Phật, mà nên quỳ chết một bên để tỏ lòng tôn kính. Thứ ba là đi chùa lễ Phật thì trang phục phải đứng đắn, gọn gàng, tác phong phải trang nghiêm, cử chỉ đoan chính. Kỹ nhất là mặc trang phục hở hang, lòe loẹt, nói cười không đúng mực. Thứ tư, sử dụng đồ của chùa như ăn uống thụ lộc nên lưu công đức, dù ít dù nhiều, không nên coi đó là của chùa. Trụ trì cho thì nhận, mà không bố thí chút công đức thì sẽ phạm tội, luân đạo thực quả báo, là căn nguyên rơi vào địa ngục. Thứ năm, đi lễ chùa thì không nên mang theo đồ đạc, chỉ nên đi người không để tránh đặt mũ, nón, quần áo, túi xách vào bàn, chiếu nơi cửa Phật làm mất mỹ quan và thanh tịnh. Thứ sáu, cúng lễ bàn thờ Phật chỉ dâng hoa quả, đồ chay, hoa phải chọn loại có hương thơm và màu sắc thanh thuần, tránh các loại rực rỡ và có mùi nồng đậm. Thứ bảy, lễ Phật không đơn thuần chỉ là đến dâng lễ đầy lộc hậu rồi cầu xin, như thế không chân tâm thì không bao giờ được độ trì. Có lòng thì sau khi dâng hương bái Phật nên đi giảng cảnh chùa cho lòng thanh tịnh, gạt bỏ phiền muộn và gặp các tăng ni để học hỏi Phật pháp. Đây mới đích thực là lễ chùa trọn vẹn. Kỹ nhất là mâm cao cổ đầy, cầu cúng rình rang, nhưng những lý thuyết cơ bản nhất của Phật thì không nắm được. Lòng không thanh tịnh
vẫn màng đến thế sự bên ngoài. Tiếp theo mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe bài học lớn từ những câu chuyện nhỏ. Thưa các bạn, cuộc sống cần có những câu chuyện nhỏ để giúp chúng ta có được kinh nghiệm sống quý báu, hay là ít ra nó cũng có thể giúp các bạn có được chút niềm vui trong những bộn bề này. Câu chuyện thứ nhất, mắt tay quay in và người phụ nữ kiêu ngạo. Trong một bữa tiệc nọ, Max Tywin ngồi đối diện với một người phụ nữ. Theo lẽ lịch sự, ông đã nói với người này: "Cô thật là xinh đẹp." Người phụ nữ đó lại không hề cảm kích mà còn cao ngạo nói: "Rất tiếc là tôi không có cách nào để nói lời khen tương tự như thế đối với ông." Max Tywin rất bình thản nói: "Không sao cả, cô có thể giống như tôi vậy, nói một lời nói dối là được rồi." Người phụ nữ nghe xong thì xấu hổ quá, phải cúi gằm mặt xuống mà không nói được lời nào. Câu chuyện cho chúng ta bài học là tảng đá mà bạn ném ra, người bị nó làm cho dấp té sẽ luôn luôn chính là bản thân bạn. Bạn nói lời cay nghiệt, sau cùng cũng sẽ tự mình rước lấy nhục nhã mà thôi. Câu chuyện thứ hai, chuột sa hũ gạo. Có một con chuột rơi vào trong hũ gạo. Số gạo trong lu vẫn còn rất đầy. Sự cố ngoài ý muốn này khiến cho nó vui mừng không sao tả được. Sau khi xác định là không có nguy hiểm gì, nó liền bắt đầu cuộc sống ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn trong cái lu gạo đó. Rất mau, lu gạo sắp cạn kiệt, nhưng nó rốt cuộc vẫn không thoát khỏi sự cám dỗ của những hạt gạo nên tiếp tục ở lại trong lu. Cuối cùng, gạo đã ăn hết, chuột ta mới phát hiện ra rằng mình không thể nhảy ra ngoài được nữa. Lực bất tòng tâm. Bài học cho câu chuyện này là cuộc đời của chúng ta xem như rất yên bình, nhưng thật ra khắp nơi đều đầy rẫy nguy cơ. Cần phải giữ cho mình quan niệm sống ổn định, từ đó biết cân nhắc đến an nguy. Câu chuyện thứ ba, bệnh nhân ung thư tưởng rằng cuộc phẫu thuật đã thành công. Tôi có một người bạn là bác sĩ, một lần làm phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư. Sau khi mổ ra mới phát hiện chỗ bị viêm cắt bỏ không được. Anh đành phải mai lại rồi đi giải thích tình huống với bệnh nhân. Bệnh nhân đó từ vùng quê, nghe không hiểu thuật ngữ y khoa. Thế nên nghe xong thì vẫn tin rằng phẫu thuật xong rồi thì bệnh sẽ khỏi. Bác sĩ không còn có cách nào khác, đành phải để ông xuất viện. Một năm sau tái khám, bệnh quả nhiên đã khỏi hẳn. Các tế bào ung thư đã hoàn toàn biến mất. Câu chuyện trong bài học này là đôi khi tâm thái vui vẻ lạc quan chính là phương thức phẫu thuật tốt nhất vậy. Câu chuyện thứ tư, nhân duyên vợ chồng. Năm đó, anh đang ngồi đợi bạn trong một quán cà phê. Một người con gái bước đến hỏi: "Anh có phải là người mà dì Dương giới thiệu đến để xem mắt hay không?" Anh ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, bất chợt phát hiện đây chính là mẫu người mình thích. Lòng thì nghĩ thầm: "Sao không? Lỡ nhầm rồi, đã nhầm cho trót luôn." Thế là vội vàng đáp: "Đúng vậy, xin mời ngồi." Ngày kết hôn, anh liền đem sự thật này nói với vợ. Người vợ cười một cái rồi nói: "Em cũng không phải là đến xem mắt, chỉ là mượn cớ để bắt chuyện với anh mà thôi." Bài học trong câu chuyện này đó là khi cơ duyên đã đến rồi thì đừng nên do dự mà hãy nắm chặt lấy nó. Câu chuyện thứ năm, hoa khôi lớp xấu xí. Các sinh viên nữ công khai bỏ phiếu bầu chọn hoa khôi của lớp. Tiểu Mai là người có dung mạo bình thường, nhưng cô ta đã đứng ra nói với mọi người rằng: "Nếu như tôi được chọn, qua vài năm sau, các chị em ngồi ở đây có thể tự hào mà nói với chồng của mình rằng, hồi em học đại học, em còn xinh đẹp hơn cả hoa khôi trong lớp cơ đấy."
Kết quả là cô ấy đã được bầu chọn với số phiếu gần như tuyệt đối. Bài học cho câu chuyện này là thuyết phục người khác ủng hộ bạn không nhất định là phải chứng minh rằng bạn xuất sắc hơn người khác như thế nào, mà là cần để cho người ta biết được rằng nhờ có bạn mà họ mới trở nên ưu tú hơn và có nhiều thành tựu hơn. Câu chuyện thứ 6, ông lão dứt bỏ đôi giày. Có một chuyến xe lửa đang chạy trên đường cao tốc. Randy không cẩn thận làm rơi một chiếc dép mới mua ra ngoài cửa sổ. Mọi người chung quanh đều cảm thấy tiếc cho ông. Bất ngờ, ông liền ném ngay chiếc giày thứ hai ra ngoài cửa sổ đó. Hành động này của Randy khiến cho mọi người sửng sốt. Thế là ông bèn từ tốn giải thích. Chiếc giày này bất luận đắt đỏ như thế nào, đối với tôi mà nói, nó đã không còn có ích gì nữa. Nếu như ai đó có thể nhặt được đôi giày, nói không chừng họ còn có thể mang dừa nó thì sao? Bài học cho câu chuyện này là đối với nỗi thống khổ đã định sẵn là không thể vãn hồi, thì chi bằng hãy buông bỏ từ sớm. Câu chuyện thứ 7, hai con hổ có số phận khác nhau. Có hai con hổ, một con ở trong chuồng, còn một con thì ở nơi hoang dã. Hai con hổ đều cho rằng hoàn cảnh của bản thân mình không tốt, đôi bên đều ngưỡng mộ đối phương. Thế là chúng quyết định thay đổi thân phận với nhau. Lúc mới bắt đầu, cả hai đều vô cùng vui vẻ. Nhưng không lâu sau đó, hai con hổ đều chết cả. Một con vì đói mà chết, còn một con u sầu mà chết. Bài học trong câu chuyện này là có những lúc mọi người nhắm mắt làm ngơ đối với hạnh phúc của chính bản thân mình, để rồi luôn để mắt đến hạnh phúc của những người khác. Thật ra, những gì mà bạn đang có chính là những điều mà người khác đang phải ngưỡng vọng. Thưa các bạn, cuộc đời là thế. Nhiều chuyện xảy ra theo cách không thể ngờ tới. Hy vọng sau khi nghe những câu chuyện này rồi, mọi lúc mọi nơi ai cũng có thể tự nhắc nhở bản thân mình vậy. Tiếp theo, kính mời quý Phật tử và các bạn cùng làm theo 5 điều Phật dạy để thay đổi cuộc đời. Phật dạy điều hay, lắng tai nghe, tĩnh tâm mà học, hành thiện giúp đời cũng là giúp bản thân thay đổi cuộc đời và số phận. Thứ nhất là thức tỉnh giác ngộ. Để thay đổi cuộc đời, điều quan trọng nhất chính là sự thức tỉnh. Đời là bể khổ, những sinh là đau thương. Đâu có ai sinh ra đã hoàn hảo hay thành công được ngay. Nhưng không vì thế mà mãi đắm chìm trong thế giới mông lung, không chịu thức tỉnh phấn đấu những điều tốt đẹp cho bản thân, người xung quanh và cả nhân loại. Phật dạy, trong hạnh phúc luôn đi đôi với mầm mống đau khổ, bởi nó là thứ vô thường, tạm bợ mong manh. Vì sinh già bệnh rồi thương yêu mà xa lìa khổ đau, oán ghét mà gặp nhau lại càng thêm khổ, mong cầu không như ý cũng là khổ, và cuối cùng chết cũng khổ. Con đường khổ hạnh ép thân ta suy yếu, hành giả không đủ sáng suốt minh mẫn để đạt được mục đích giác ngộ và giải thoát. Vậy thì hà cớ chi sầu bi, ưu phiền khổ não, không có ngày cùng. Sao không đánh thức bản năng con người, khơi dậy lòng tốt, tình yêu thương bao la ngập tràn, để người với người sống để yêu thương, đùm bọc lấy nhau. Thứ hai là sống thiện. Lời Phật dạy từ bi hỷ xả, lòng thương người là phẩm chất cao quý, tốt đẹp mà nhân sinh có được. Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều là những con người bất toàn. Nhưng nếu biết đặt ra cho đời mục đích hướng thiện, bản thân ta sẽ hoàn thiện từng ngày. Cái thiện và cái ác luôn tồn tại song song trong cuộc sống này, ở mỗi con người chúng ta. Ranh giới giữa cái tốt và xấu cũng mong manh khôn lường, kèm theo đó là luật nhân quả nghiệp báo. Nhân duyên là do ý trời, mọi việc diễn ra theo cơ duyên, nhưng tất cả được quyết định từ ý chí và tâm hồn của mỗi người.
Hôm nay bạn gieo nhân thiện thì ngày mai ắt được quả lành. Đời có dây có trả, có được có mất, có hạnh phúc có đau thương. Nhưng mà để làm chi? Khi nhắm mắt xuôi tay, lìa xa cõi đời rồi thì tất cả chỉ là cát bụi hư vô. Vậy nên Phật dạy điều hay, lắng tai mà nghe, tĩnh tâm mà học, hành thiện giúp đời, cứu vớt số phận khổ đau. Cả nhân loại cùng nhau sống thiện, hướng tới cuộc sống tốt đẹp, bình an. Thứ ba là thay đổi bản thân, thay đổi thế giới. Muốn thay đổi vạn vật trong thế giới, hãy bắt đầu từ chính bản thân mình. Đừng tưởng cá nhân bé nhỏ không ảnh hưởng tới tập thể to lớn. Nhất cử nhất động của mỗi người đều có sự tác động tốt xấu, tiêu cực, tích cực tới những người xung quanh. Đâu cần phải lắm tiền nhiều của. Hó ra lửa, hét ra vàng mới khiến cho con người ta nể phục. Đơn giản lắm. Chỉ cần làm chủ bản thân, thay đổi và hướng tới những điều tốt đẹp, ắt sẽ được người người kính trọng. Thứ tư là thấu hiểu bản chất của sự cho đi. Phật dạy rằng, cho đi chính là nhận lại. Khi tâm trong sáng, buông xả phiền não, ắt sẽ vượt qua những cám dỗ của tham sân si, của mạn nghi ác kiến để cảm nhận được niềm vui quanh mình. Hôm nay bạn mở lòng, cho đi thứ gì, thì ngày mai bạn sẽ nhận được những thứ còn quý giá hơn thế. Đó chính là tình người, sự quan tâm gắn bó, cùng nhau vượt qua gian nan thử thách. Lòng thương người, sự sẻ chia, quan tâm và tình yêu thương là những món quà vô giá mà chúng ta có thể trao cho mọi người xung quanh. Cuộc đời là sự cân bằng giữa cho và nhận. Bạn cho đi bao nhiêu thì ắt sẽ nhận về bấy nhiêu. Thứ năm là loại bỏ ba vật cản dẫn đến hạnh phúc. Đức Phật từ bi chỉ ra ba vật cản dẫn đến hạnh phúc, đó là tham lam, thù hận và ảo tưởng. Lòng tham của con người vô đáy là tác nhân gây ra sân hận thù hằn, căm ghét, gieo nỗi sù bi cho bản thân và những người xung quanh. Lòng tham cũng khiến chúng sinh ảo tưởng, tự huyễn hoặc trong cái thế giới mông lung, vô định, khó thoát khỏi cái bóng của chính mình. Nên nhớ rằng, cuộc sống là sự đổi thay, không có gì là vĩnh viễn. Tất cả mọi thứ là có thể, giải phóng mình là có thể, giác ngộ là có thể. Chừng nào thế nhân chưa vượt qua những rào cản đó, chừng ấy còn chưa tìm được hạnh phúc của chính mình, còn chới giới giữa dòng đời vô định. Quý Phật tử và quý thính giả thân mến, gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc. Đó là món quà tuyệt vời nhất, là điểm tựa vững chắc nhất, là bến đỗ bình yên nhất đối với mỗi con người. Thật tuyệt vời nếu bạn có một mái ấm gia đình mà nơi đó ngập tràn tình yêu thương. Tuy nhiên, không phải ai cũng có niềm hạnh phúc ấy. Kính mời quý Phật tử và quý thính giả cùng lắng nghe lời Phật dạy về gia đình để biết rằng gia đình là tài sản quý giá nhất đối với mỗi con người. Bởi thế, mỗi chúng ta khi còn có gia đình, hãy biết quý trọng, gìn giữ và vun đắp tình cảm gia đình thật tốt đẹp. Sống biết yêu thương và thực hiện trách nhiệm, bổn phận của mình đối với người thân trong gia đình. Lời Phật dạy về gia đình. Quý Phật tử và quý thính giả thân mến, các mối quan hệ chính trong một gia đình là quan hệ giữa chồng và vợ, giữa ông bà và cha mẹ con cháu, nếu là tam tứ đại đồng đường. Giữa anh chị em với nhau, ngoài trách nhiệm đối với bản thân ra, mỗi thành viên trong gia đình đều có trách nhiệm đối với những thành viên khác và có trách nhiệm xây dựng, phát triển cuộc sống chung của gia đình. Khi gia đình được xây dựng và phát triển ổn định, bền vững, thì xã hội, quốc gia mới hưng thịnh. Vì vậy, vai trò của mỗi cá nhân trong việc nỗ lực xây dựng gia đình vô cùng quan trọng. Việc xây dựng gia đình được thực hiện trên nhiều phương diện của đời sống vật chất và đời sống tinh thần, gồm có nề nếp sinh hoạt, tình cảm, văn hóa, đạo đức, kinh tế, tài chính, truyền thống gia đình,
sự nghiệp của từng cá nhân và sự nghiệp chung của gia đình, việc gìn giữ các trách nhiệm, bổn phận của mọi thành viên. Trong kho tàng kinh Phật có rất nhiều bài kinh Đức Phật dạy về đời sống gia đình. Những lời dạy ấy cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Theo lời Phật dạy về gia đình đã chỉ ra cho chúng ta thấy rằng mối quan hệ khăng khít giữa các thành viên là do sợi dây nhân duyên, muốn nó trở thành duyên lành để bạn mới biết cách hành xử khôn ngoan và khéo léo. 1. Lời Phật dạy về lòng hiếu thảo. Những lời Phật dạy về gia đình, đặc biệt về lòng hiếu thảo, giúp chúng ta soi chiếu lại bản thân, xem đã làm điều không tròn bổn phận chữ hiếu, thì ngay lập tức thức tỉnh, hồi hướng, sang mình làm điều thiện. Những đứa con bất hiếu, sau khi chết bị đọa vào địa ngục A Tỳ, lửa dữ thiêu đốt, ăn quàng sắc nóng, uống nước đồng sôi, cơm đao đâm chém, ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây, sự hình phạt tại A Tỳ ngục, sức nặng nề ngộ nghịch song thân. Đức Phật dạy, hiếu với cha mẹ tức là kính Phật. Nếu ở đời không có Phật thì hãy khéo thờ cha mẹ, khéo phụng thờ cha mẹ như phụng thờ Phật dạy. Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu, cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu. Người con nào giàu có mà không biết hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ, đó là cửa ngõ đưa đến bại vong. Từ vô lượng kiếp đến đây, chúng sanh lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này, nhận thân khác, sinh đi sinh lại bao lần. Sữa mẹ mà chúng ta đã uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển. Nếu có người muốn được vua Phạm Thiên ở trong nhà, hãy hiếu dưỡng cha mẹ, vua Phạm Thiên đã có ở trong nhà. Muốn có Đế Thích ở trong nhà, hãy hiếu dưỡng cha mẹ, Đế Thích sẵn ở trong nhà. Muốn được tất cả thiên thần ở trong nhà, chỉ cúng dường cha mẹ, tất cả thiên thần đều ở trong nhà. Cho đến muốn cúng dường thánh hiền và Phật, chỉ cúng dường cha mẹ, các vị thánh hiền và Phật đều ở trong nhà. Hiếu hạnh đứng đầu trăm hạnh tốt, hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, hiếu cảm đến đất thì muôn vật quá sinh, hiếu cảm đến người thì mọi phúc tăng trưởng. 2. Lời Phật dạy về báo hiếu cha mẹ. Theo lời Phật dạy về gia đình, phụng dưỡng cha và mẹ là phận mây tối thượng. Hiếu hạnh đứng đầu trăm hạnh tốt, hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, hiếu cảm đến đức thì muôn vật quá sinh, hiếu cảm đến người thì mọi phúc tăng trưởng. Ơn cha lành như núi Thái, nghĩa mẹ hiền sâu hơn biển cả. Nếu ta ở trong đời một kiếp, nói công ơn cha mẹ không thể hết. Dai trái cộng cha, dai phải cộng mẹ, cắt da đến xương, nghiền xương thấu tủy, máu đổ thịt rơi, cũng không đáp được công ơn cha mẹ. Giả như có ai gặp lúc đối khác, phá hoại thân thể, cung phụng cha mẹ cũng không đáp được công ơn cha mẹ. Vì cha mẹ là trăm kiếp nghìn đời, đâm tròng con mắt, cắt hết tâm can, trăm nghìn dao sắc, xuất nhập toàn thân, cũng không trả nổi công ơn cha mẹ. Dù gì cha mẹ, đốt thân làm đèn, cúng dường chư Phật, cũng không đáp được công ơn cha mẹ. 3. Lời Phật dạy về công ơn cha mẹ. Công ơn cha mẹ lớn lao, chúng ta có cố gắng đáp đền, thì cũng không thể nào đủ đầy nước. Vì vậy, việc tốt nhất nên làm là hiếu thuận. Hiếu thảo với cha mẹ là cách cải thiện số mệnh tốt nhất. Cha hiền con hiếu, mẹ thiện con thuận sẽ tạo ra bầu không khí ấm áp, thoải mái, vui vẻ. Chính vì điều này sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi người trong nhà, nhất là con trẻ. Gia đình hòa ái, kính trên nhường dưới, thì đứa trẻ lớn lên cũng tự khắc biết hiếu thuận, ngoan ngoãn và bản tính hướng thiện. 4. Lời Phật dạy về mẹ chồng nàng dâu. Chuyện bất đồng mẹ chồng nàng dâu là chuyện xảy ra khá phổ biến. Theo lời Phật dạy về gia đình, nếu muốn mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, hãy nhớ 4 chữ sau. Chữ hiếu. Khi đã gọi một người là chồng, và đồng nghĩa gọi mẹ họ là mẹ, thì cũng phải làm tròn chữ hiếu của mình.
Không phải tự nhiên bạn có được mối người đàn ông yêu mình, đó là nhờ công nuôi dưỡng của người mẹ. Chữ tình phải là người thấu hiểu, biết đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác. Khi đó mới thực sự tình yêu đó là chân thành. Hơn nữa, họ là mẹ của người chồng của bạn. Bạn không chỉ yêu quý mà nên dành cho họ sự nể trọng. Trước khi mong ai đó trao tình cảm của mình, thì bạn phải thấu hiểu và sống trọn tình với người ta đã. Chữ đạo. Mẹ chồng nên nghĩ tới đạo của người làm mẹ. Con dâu nghĩ tới đạo làm con để biết cách sống cho phù hợp. Ví dụ, với người lớn tuổi mà bạn không hề quen, bạn có dám lớn tiếng với họ không? Xem thêm lời Phật dạy về đạo làm người, không phải ai cũng thấu tỏ. Là con người, sống trong dòng vô minh nghiệp thức, không ai là không có lỗi. Mình phải thường xuyên tự xét lại mình trước khi phê bình, chỉ trích người khác. Nhà mình rác rến ngập tràn không lo dọn quét, cứ thích cầm chổi lo dọn quét nhà người. Chữ đức. Không chỉ đối với mẹ chồng, chúng ta chỉ nên tự quán chiếu mình sống thế nào cho đúng tâm, đúng đức của mình mới là đáng quý. Tốt hơn hết là nên cố giữ đừng cho sự xích mích xảy ra. Nên dâng theo lời Phật dạy mà tập tánh hỷ xả bao dung tha thứ và thông cảm, nhất là đối với những bậc trưởng thượng ông bà cha mẹ. Với chủ đề gây tranh cãi này, thì tốt hơn hết là lắng nghe lời Phật dạy về mẹ chồng nàng dâu để có thể áp dụng vào cuộc sống cho bản thân hoàn thiện hơn. 5. Lời Phật dạy về cha mẹ và con cái. Con cái đối với cha mẹ, được nuôi dưỡng sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ. Làm bổn phận đối với cha mẹ, theo lời Phật dạy về cha mẹ và con cái, tùy theo điều kiện của mình, chúng ta lo cho cha mẹ sao cho tinh thần yên vui, cuộc sống đầy đủ. Phật dạy, nếu nam nữ nào theo lời mẹ dạy phân thuận không trái, chư thiên hộ mệnh, phước lạc vô biên. Giữ gìn gia đình và truyền thống, làm tăng lễ khi cha mẹ qua đời, bảo vệ tài sản thừa tự. Cha mẹ đối với con cái, thương yêu con cái, cung cấp cho con cái đầy đủ, tạo dựng nghề nghiệp chân chính cho con cái, tìm nơi chốn xứng đáng để dựng vợ gả chồng, giao hết của cải cho con cái ở thời điểm thích hợp. 6. Lời Phật dạy về tình anh em. Trong quan hệ sống chung giữa anh em thân thích, thì sự quan tâm hỗ tương, san sẻ cho nhau từ sự nghiệp, cơ hội làm ăn, cho đến giúp nhau trong những việc vặt giữa đời thường, cũng là những đức tính được Phật ca ngợi và tán thán. Lời Phật dạy về tình anh em giữ gìn thân tộc bằng việc: 1. Thái độ tự chủ và không ỷ lại. 2. Tinh thần đoàn kết, giữ gìn nếp nhà. 4. Tương kính, nhường nhịn và sẻ chia. Bạn có thể xem chi tiết hơn ở bài viết dưới đây. Hiểu thêm lời Phật dạy về tình anh em sẽ giúp chúng ta tỉnh ngộ khi biết rằng tham lam, sân si chỉ tăng thêm nghiệp báo, nhưng tình cảm ngăn kết giữa anh em. 7. Lời Phật dạy về cách làm vợ. Phật dạy, có 7 kiểu vợ ở trên đời này. Hôm nay, con hãy suy nghĩ kỹ xem để so sánh mình thuộc kiểu vợ nào sau đây. 3 hạng đầu là vợ như sát nhân, vợ như ăn trộm, vợ như chủ nhân đều là không tốt. Con không nên giống mà cố nỗ lực vượt qua. 1 là làm vợ như kẻ sát nhân, 2 là làm vợ như kẻ ăn trộm, 3 là làm vợ như một chủ nhân, 4 là làm vợ như người mẹ hiền, 5 là làm vợ như cô em gái, vợ thùy mị, đoan trang, khiêm tốn, nhún nhường, hiểu và thuận phục đối với chồng mình như anh ruột trong một gia đình. 6 là làm vợ như bạn đồng hành, vợ nào hiểu biết, thông cảm, niềm nở, vui vẻ, hòa thuận với chồng như thể hội ngộ một người bạn bè từ lâu mới gặp. 7 là làm vợ như một người hầu. Người vợ nào tính tình mềm mỏng, không chút nóng nảy, không hờn giận, dù bị chồng đối xử không đẹp, vẫn khéo nhường nhịn, không hề lỗ mãn, lớn tiếng. Có thể nói, trọng tâm của giáo pháp Đức Phật nhằm hướng chúng sinh đến giải thoát, niết bàn,
nhưng Ngài cũng rất chú trọng đến các lĩnh vực khác của cuộc sống, nhất là đời sống gia đình. Khi bản thân và gia đình ổn định, hạnh phúc, an vui, thì chúng ta mới có thể sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần thiết thực xây dựng xã hội, đất nước văn minh, giàu mạnh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn quý Phật tử và quý khán thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình này của chúng tôi. Nếu thấy hay và ý nghĩa, quý vị có thể góp ý trao đổi và chia sẻ nội dung này đến với những người mà mình quan tâm. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.